Đi đông tàu ở bông bơ cà lô cà la này, bông bơ cà lô cà la ngon tại quá hoạt lực lên từ đó người mua bên kia ngon tại anh ấy bơ cà lô cà la anh ấy một phi mười cà lô chỉ đồng bông na trong bán tiệm tôi nè phở cái lô lá thấy mua cái lô anh ấy mà thấy mua cái lô chiên món đại nữa bà này thì món đại người ta ăn món đại anh ấy phải mua cái lô nít đồng tội ở loạt tập với dân mang khăm chứ buồn khăm mấy buồn khăm một đồng nhé buồn khăm loạt tập dân đây chất một cái lô và một đồng chất một cái lô thùng thùng này thì mũ pi kilo mùi này thông à pi kilo mùi để chỗ cái đống chạy đống tiền đống nó thông à này pi kilo pi bông mưa này tính như mọi này chậu vừa lủng sạch vừa rừng tàn á vừa lủng vừa rừng rồi chạp chạp rồi tôi bình